Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Tại mình cũng sẽ quay kỷ niệm nó. Mình nghĩ là chắc trong thời gian ngắn nhất thôi mình sẽ cũng sẽ dẹp nó. Các bạn biết là lý do tại sao có tác phẩm đấy không? Nhìn da, nhìn cái da cây rồi mới đố anh em biết cây này cây gì. Nó đẹp từ cái da cho tới cái hình dáng, rồi tới cái lá và cái lũa luôn. Cắn rớt đồ này nọ, các thứ đồ. Sắp tính Tết rồi. Phải là anh ơi, anh quay cây kỹ này cho mình coi đi. Phải chết được nữa, nó chỉ bị một thôi. Đó, thì anh em có thể làm. Rồi. Mày làm anh hơi hơi bị quay quay á, hơi bị ngầu quá nha. Hello, mình là Nam Ngô. Ok, các bạn thấy cái cây bonsai này đẹp không? Thì qua clip á, mình quay mà nó thoáng thoáng qua đó, thì có nhiều bạn nói trời ơi, nhà anh có cây tùng đẹp quá anh ơi, cây lũa đồ đỉnh cấp đẳng cao rồi. Thì mình cũng mắc cười, cũng có giải thích ở trên những cái comment đó, nhưng mà hôm nay mình sẽ quay rõ cho các bạn coi ha. Rồi sẽ nói về nó chút điểu. Thì cái cây này là cây giả ha, trước mắt là vậy nhưng mà phải hít đất cái đã. Ây da. Ôi. Ok mọi người, lên tinh thần hít đất lại nha. Ây da, tết nhất là giũa cái body đi chơi nè. Ôi. Rồi, ok. Rồi anh em, đây là một cái cây trời ơi, hít đất có mấy cái kiến nó cắn tôi à. Ui da, ngứa. Đây là một cái cây giả. Thì tất nhiên là cây này hiện nay là nó không còn đẹp nữa rồi các bạn, nhưng mà khi mà mình mới vừa làm xong nó đó thì nó rất là đẹp ha. Thì để nói sao, các bạn biết là lý do tại sao có tác phẩm đấy không? Ngày xưa mình chơi bonsai thì đây là những cái cây mà giống như chơi bonsai thì mình chơi phôi thôi. Mình chơi cây phôi, mình mua về đâu mình mới dưỡng lên. Nó ra tược non rồi bắt đầu nó sửa lại. Thì khi mà cái cây phôi mà anh em mà khai thác trên rừng về á, sẽ thứ nhất là sẽ tém gọn cái rễ nè, thứ hai là cắt hết những cái chi cành lá đâu hết. Nó như một cái khúc củi vậy đó. Thì về đây chúng ta mới đầu ươm trồng đồ lên, nó ra mầm đồ đầu nuôi, thả rồi tai chi rồi các thứ là làm lên từ từ từng bước một. Thì để có một cái tác phẩm này thì đâu đó nó cũng phải sử dụng khoảng chắc mười mấy cái cây gọi là cây chết đó. Thì để có cái tác phẩm này, đầu tiên á là do mình mua những cái phôi về mình ương lên để mình làm bonsai. Tuy nhiên á là cây nó bị chết, nó không có lên mầm ha. Thì lúc đó chơi bonsai nhiều lắm, chất một đống cây chết vậy nè. Thì có những cái cây lũa giống vậy ha. Trong đây các bạn nhìn vậy thôi chứ các bạn nhìn kỹ vô cái chất liệu á, cái chất liệu của nó là rất là nhiều chất liệu, nhưng mà đại đa số là linh sam ha. Đó thì anh em nào mà chơi bonsai nhìn da, nhìn cái da cây rồi mới đố anh em biết cây này cây gì. À, này nhìn da cây rồi anh em đố anh em biết cây gì ha. Thì cây này á, cây này tiếng Việt Nam cái tên nó nghe nó không có được đẹp, nhưng mà cây này là một cái cây mà người Indo rất là chuộng để làm bonsai, và thật sự là rất là đẹp. Nó đẹp từ cái da cho tới cái hình dáng, rồi tới cái lá và cái lũa luôn. Cái lũa nó là lũa thép rất là chắc. Cây này tên Việt Nam gọi là cây mắm. Đó, rồi nó có cái tên đẹp hơn, gọi là Hải Sơn Tùng. Lâu quá chơi bonsai mới đúng rồi, hình như đúng rồi đó, Hải Sơn Tùng. Còn tên nước ngoài nó gọi là, nó không đúng, đừng có la nhà nó không đúng thì comment chỉ lại, như Ramfit thế gì đó, đại loại nó là dạng. Nhưng mà cây này là Hải Sơn Tùng, một cái cây rất là đẹp, đẹp từ cái da cái lũa luôn. Các bạn nhìn coi nè, tất nhiên là cái này nó đã bị mục rồi, mục nhiều rồi do mình để nắng mưa ha. Cái da của nó rất là đẹp. Thì đầu tiên á, để có cái tác phẩm này á, là mình bị chết một cái cây phôi Hải Sơn Tùng này các bạn, rất là tiếc ha. Cái cây này lũa nó phải nói là đỉnh cao luôn. Lũa rất là cứng, rất là chắc. Và cái dáng của nó rất là đẹp. Thấy không? Cái dáng đứng bay ra, chồm ra, bay lên đây. Thì cái cây này mình mua, cái phôi lúc đó mình mua là 5 triệu. 5 triệu cái phôi. Mua mà mừng húm luôn các bạn. Tại cái cây này nó cũng tương đối là khá hiếm. Và cái form dáng nó bự to cỡ này, dáng đẹp như vậy á, là nó khá là hiếm. Thì cây này lúc mà vận chuyển vô đây do nó quá khổ quá nặng, cho nên là trong vấn đề mà vận chuyển mà gửi đi đồ này nọ đó, gửi từ ở ngoài khu vực đó là gì ta, cây này kỳ đó, mình mua của ở đâu ngoài
vì chỗ Linh Sa mà đẹp đẹp là gì tự nhiên quên tiêu rồi. Sông Hinh rồi hả ta? Ờ, khu vực đó đó. Đó là mình mua cây này ở ngoài đó có 5 triệu thôi, lúc mình mua được mình mừng mừng húm luôn. Nhưng mà mình cũng lường trước rủi ro là nó sẽ không có sống được. Tại cái cây này nghe nói là mình cũng chưa thật sự hiểu về nó lắm. Có người chỉ là phải bỏ muối. Tại vì cây này nó sống ở giống như đảo rồi các bạn. Nó nước biển nó nhiều quá cho nên nó tốt với lại cái trong cái nước tưới đó, lâu lâu người ta rắc cái muối hột lên để cho nó phù hợp với cái giống cây này, giống cái nơi mà nó sinh trưởng là ở những cái đảo ở ngoài biển nước muối đó. Thì mình bị chết cái cây này, xong mình quăng, mình thấy cái khúc này đẹp quá, mình mới nghĩ tới cái hướng là mình sẽ làm một cái cây giả ha. Thì các bạn thấy là ở đây là nhiều cái mảnh ghép với nhau nè, ví dụ như đây là những cái mảnh ghép với nhau đó. Ban đầu là không có kết nối bằng kẽm gì đâu nha, ban đầu kết nối bằng gì đó. À, có ba cách kết nối nè, trong này nó là khoan bắt dít nè, xong rồi nè có những cái chỗ máu nối này là mình chám xi măng nữa nè cho nó liền lạc nè, em thấy không nè, chám xi măng nè cho nó liền lạc nè đó, đóng những cái gọi là cái này gọi là cái gì quên rồi, cái đóng cái gì ta, tự nhiên cái niêm đó, cái niêm gỗ để đóng cho nó kết nối dính với nhau đó, rồi sử dụng keo AB để kết nối từ nó với nhau, rồi những cái chỗ này là mình chám xi măng lại để cho nó liền lạc đó. Thì cái cây này á, là nếu mà mình nhớ không lầm á thì nó đâu đó nó khoảng 4-5 năm gì rồi các bạn. Thì mình để ngoài mưa ngoài nắng vậy nè, đầu nó mục thì nó đầu nó sệ xuống thì coi như là chơi cũng đã đời rồi, nó cũng có tuổi nó rồi. Cây này nếu mà trưng trong nhà thì mình nghĩ là sẽ rất là bền, còn mình để nắng mưa ngoài khơi khơi vậy nè thì nó sẽ bị hư đó, cho nên là nó gãy là có ốc vít nè, các bạn thấy không, ốc vít nè đó. Hồi xưa mình kết nối như vậy, rồi xi măng nè, rồi keo nữa, ba thứ luôn đó. Thì sau khi mình để nắng mưa một thời gian thì thời gian gần đây bắt đầu nó tới tuổi nó rồi, nó mục nó tả tơi hết rồi. Các bạn thấy những cái lá tùng này là nó đầu nó rụng nè, rụng đầy dưới đất hết này nè, nó giòn đó, nó giòn. Mình bóp lại đầu nó bể tan ra hết nè, nhựa nó có tuổi các bạn, thấy không? Rồi mấy cái chỗ này đâu nó hở keo đó này nó nọ ra, cho nên là mình cột đỡ cộng kẽm thôi, cột đỡ cộng kẽm cho nó có cái hình hài thôi. Thì chắc từ từ chắc cũng sẽ phải dọn nó đi thôi. Thì mình làm, mình có ý tưởng xong rồi mình làm lên một cái tác phẩm vậy, ghép rất là nhiều cái mảnh nói ha. Những cái gỗ này là gỗ linh sam đây, cái này là hải sơn tùng nè, cái này là linh sam nè. Đó, linh sam nè. Thì nói chung là đại đa số là linh sam. Đó, mình chắp lên, ghép từng cái một, miễn sao ra cái form bonsai. Thì anh em nào mà chơi thủy sinh thì nhìn nó giống giống đúng không? Giống cái form mà cái kiểu cái cây bài để mà đông cái thủy sinh. Về bonsai là cái đó hình như là cái cơ bản nhất mà nhiều người sẽ dễ thích nó nhất, nhìn nó dễ chịu nhất, nó không phải dễ chịu nhất mà nó người ta dễ cảm về nó nhất. Đó. Xong rồi sau đó mình mới khoan những cái lỗ. Đây, khoan lỗ. Mình mới đi ra tiệm bán hoa giả rồi này nọ đó, mình mua những cái này về mình ghim vô. Đó, mình khoan cái lỗ. Xong rồi mình sẽ sử dụng keo. Keo silicon mà silicon nóng đó các bạn, bóp vô xong rồi nhét vô đây là nó sẽ dính ở đây thôi. Thì lúc mới làm ra tác phẩm rất là đẹp luôn nha, từng mâm nè đó, từng mâm đây, mâm đây nó rất là hoàn hảo, rất là đẹp luôn. Chơi mà nhìn mát mắt chụp hình từ xa nhìn y như cây thiệt luôn, cho nên là trong clip của mình có nhiều bạn nói trời nhà anh có cây tùng đẹp quá show cho mọi người coi đi anh ơi, mà đâu có dám show đâu tại nó là cây giả. Quay xa thì nhìn cái form của nó rất là đẹp luôn nè các bạn, chúng ta nhìn xa rồi anh thấy nè, thấy không, dáng rớt đồ này nọ các thứ rồi eo co lắc lượng đồ này nọ rất là đẹp luôn. Nhưng mà không giống quay gần ha, da này là da của cây hải sơn tùng, cây mắm á nó rất là già cỗi luôn, gân nó xù lên mà da nó dày lắm nha các bạn đó. Thì sắp tính tết rồi thì mình làm cái clip này, tại vì cũng có nhiều bạn hỏi là anh ơi anh quay cây kỹ này cho mình coi đi. Thì mình mới nói là cái cây này cây giả em ơi, anh nói nếu vậy anh quay đi rồi anh chỉ cho em làm cái cây này với, thì mình thấy cũng ok. Thật ra làm cái cây này thì nó cần sự tỉ mỉ thôi chứ nó không có khó lắm. Việc đầu tiên là các bạn phải có những cái cây lũa trước cái đã,
có những cái mảnh ghép mà mình ghép lại với nhau, thì tùy vô cái thẩm mỹ của mình, vô cái phong cách của mình mà mình với lại cái gọi là cái nguyên liệu mình có sẵn, ví dụ như cái cây lũa của mình nó dáng nào thì mình phải nương theo nó. Đầu tiên là mình phải có một cây chủ ha, một cái cây chủ mình lấy làm cái dáng trước, xong rồi bắt đầu tai chi nhánh ra ngọn thì mình đầu mình chắp vô, mình định hình nó ha. Như cái cây này là cây chủ của mình nè, từ cái cây này ở đầu mình phát thảo lên, cái dáng nó sẽ có cái ngọn lên đây, hồi bên đây một cái phong đằng sau đó, tay này gớt nhẹ cong xuống, thì từ cái cây chủ này mình mới ra được cái form tổng thể này. Cho nên là anh em nếu muốn làm thì anh em phải có một cái cây chủ đó, một cái góc nào chủ rồi đầu anh em mới thêm thắt vô cho nó ra cái form dáng. Thì mình thấy cũng gần Tết rồi, thì khi mà Tết á, nó sẽ có trang trí nhà cửa. Trong trang trí nhà cửa nếu mà ai mà yêu thích cây cối thì có thể làm những cái cây mai giả đó, cũng rất là đẹp đó. Thì sẵn đây mình quay clip, tại mình cũng sẽ quay kỷ niệm nó, mình nghĩ là chắc trong thời gian ngắn nhất thôi mình cũng sẽ dẹp nó đó, cho nên là sẵn cái clip này sẽ quay kỷ niệm luôn, sau này mình sẽ coi lại đó. Thì anh em ví dụ như anh em có thể hình dung từng cái form này, thay vì mình gắn những cái tai tùng như thế này, tại vì mình chơi phong cách bonsai này giống như tai cây tùng, thì anh em có thể gắn hoa mai hoa đào vô đó, để cho cái cây thành nguyên một cái cây mai giả vàng rực luôn, hoặc là một cây đào giả hồng đẹp sang là sang luôn. Thì là tùy mọi người ha, thích cái gu nào. Thì mình chỉ quay và nói những cái bước cơ bản để cho anh em có thể dễ hình dung thôi. Anh em muốn làm thì anh em nhớ là anh em phải có một cây chủ, một cái cây chủ trước, một cái góc chủ trước, rồi anh em sẽ từ cái góc chủ đó anh em sẽ coi như là phát triển ra những cái chi nhánh đồ này nọ theo cái hình dáng mà mình thích. Sau đó anh em sẽ đó, thì mình kết nối, có ba cái kết nối luôn, vừa dít nè, vừa keo nè, và dùng xi măng để chám lại những cái mối nối, nhìn cho nó đừng có bị phô. Nhiều khi mình không có chám thì nó bị hở các bạn, dù mình ghép hai gốc cây vô mình hở, thì thật ra nó không có khó làm, nó chỉ đòi hỏi cái sự tỉ mỉ và cái thẩm mỹ của mình thôi ha. Đó, sau đó anh em mới đầu đưa vô những cái mâm tai này, là bảo đảm với anh em là rất là đẹp luôn. Rồi mình cũng đầu tư mua cái chậu này 400-500 ngàn gì không nhớ nữa, chậu này xi măng quay sơn đó, mình lên là có cái tác phẩm liền. Thì cái này nếu mà mình để trong một cái góc nhà nào đó không bị nắng mưa là nó sẽ rất là đẹp, và nó sẽ bền hơn nữa đó. Rất là đơn giản luôn, mọi người có thể làm. Thì cái đế này lúc trước là mình đúng ra cái đế này để cho nó gọn nhẹ hơn á, nó gọn nhẹ hơn á, thì là người ta độn mút độn đồ vô, nhưng mà mình thấy cái thân này mình nó nặng quá, cái cây đằng trước á nó nặng, nó bị chút cái đầu, thì mình đổ xi măng luôn, mình đổ xi măng vô đây luôn đó, giờ nó cứng ngắc luôn nè. Các bạn thấy đây rất là nhiều cái cành cây nó chấp giá vào nhau nè, thấy không đó. Thì mình làm cái này thành cái phong thì nó sẽ rất là đẹp đó. Thì anh em nào Tết mà muốn coi như là đi ra sau nhà hoặc là trong kho có cái khúc cây nào đó để sẵn, thì anh em có thể đem về nghịch chơi, sáng tạo theo ý của mình ra một cái cây đó, có thể làm cây thông Noel hay là cái gì cũng được. Mình ghét là hơn là cái gì Simbet nữa, có con chim đại bàng nữa, bóng tay ngay bơi bay 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 lại, ghét mình coi nó coi mình như đồ chơi của nó vậy. Đó anh em, thì thể hiện cái sự thẩm mỹ của mình đi, cái khéo léo của mình đi ha. Ai muốn làm thì cứ làm có thể làm nhỏ lại chứ không cần làm bự giống như mình, tại vì thật ra cái gốc bự này cũng khó tìm đó, do mình chơi thì nó xui, nó bị chết thì bắt đầu mình mới chế biến ra nó thành một cái tác phẩm mà không thể chết được nữa, nó chỉ bị mục thôi đó. Thì anh em có thể làm, trời mày làm anh hơi bị cảm thấy nó gì ta, hơi bị quay quay á, hơi bị ngầu á nha, hơi bị khuôn á đó. Đó anh em, đây là một cái cây giả, anh em có thể tự do sáng tạo với lại những cái đồ có sẵn ở trong nhà đó. Thì mình giới thiệu với anh em vậy thôi, Tết nhất rồi mình chỗ tài đi ha. Nhìn đi, nó là rất là nhiều mảnh ghép nối với nhau nè, cái này muốn xúc luôn rồi nè, thấy không, mài cho nó đều cạnh lại để mình áp vô cái chỗ nào đó nó canh, cái này làm phải tỉ mỉ, phải canh rồi dùng vít bắn vô là ra thôi đó. Bỏ đây luôn đi, thì mình cũng sẽ quay cái clip này để mà làm kỷ niệm lại. Mình nghĩ giờ tới Tết chắc mình cũng sẽ dẹp nó đi, thì mình để đây là bắt đầu nắng mưa quá nó rớt hết trơn rồi, với đây chim nó đậu lên nó gãy nó sập sệ hết rồi, rung rây hết rồi, phải cột kẽm lại sơ sơ như thế này ha, rất là đẹp. Nói chung là mình vẫn còn mê bonsai đó anh em. Thì bây giờ sẽ chơi chơi
chơi ít lại và chơi nó nhuyễn nhuyễn đơn giản lại, chơi có chiều sâu hơn chứ không có gọi là chạy theo mà mua bán đồ này nọ nhiều quá thì nó cũng rất là bận. Tại nó thiệt là không có thời gian cho nên là sẽ chơi nhuyễn nhuyễn thôi. Nhưng mình cũng rất là mê bonsai, nó cho mình cái sự thoải mái thư thái ha. Rồi chúc anh em thành công, chúc anh em sẽ có được những cái tác phẩm ưng ý, những cái cây mai mà khách tới nhà sẽ trầm trồ ha, nó sẽ là mang đến may mắn cho gia chủ. Ok mọi người, chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe và xem clip vui vẻ nha. Đói bụng thì ghé Năm Nô Nê.